nhằm giúp các em học sinh 12 có định hướng nghề nghiệp đúng đắn. Nhà trường tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp chủ đề cùng bạn chọn nghề cho tương lai vào chiều ngày 8 tháng 11 năm 2022. Chương trình được Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, tỉnh đoàn An Giang và Báo Giáo dục phối hợp tổ chức thực hiện. Buổi tư vấn có sự góp mặt của các chuyên gia, báo cáo chuyên viên đến từ các trường cao đẳng, đại học, học viện đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung buổi tư vấn xoay quanh thông tin chi tiết về quy chế kỳ thi trung học phổ thông hàng năm và những điều thí sinh cần chuẩn bị, phương thức thi tuyển, xét tuyển của các trường cao đẳng, đại học, chương trình giáo dục quốc tế và du học, tư vấn kỹ năng chọn ngành, chọn nghề phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường, sở thích, điều kiện kinh tế của học sinh, tư vấn tâm lý, sức khỏe, dinh dưỡng mùa thi, chiến lược bí quyết săn học bổng. Qua đó, các bạn học sinh tự tin hơn, xác định rõ mục tiêu để cố gắng học tập, phấn đấu cho kỳ thi sắp tới.